10 năm gắn bó với mô hình nuôi cá sấu, giờ đây anh định giới thiệu về kỹ thuật nuôi để đạt yêu cầu một cách trôi chảy tự nhiên. Trung bình một năm, anh bán ra thị trường từ 500 đến 600 con, lợi nhuận đạt từ 250 đến 300 triệu đồng. Từng đặc tính của cá sấu, từ thức ăn, thói quen, loại bệnh hay gặp, được anh Định hiểu rõ để có cách chăm sóc phù hợp. Đây là mô hình kinh tế đầu tiên anh Định thực hiện và tạo nguồn thu nhập căn cơ, ổn định để anh tiếp tục đầu tư những mô hình tiếp theo như nuôi yến, nuôi cá trê, trồng tre lấy măng, xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Sau khi trừ hết chi phí, hàng năm lợi nhuận anh thu được từ các mô hình hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Con người phải dám nghĩ dám làm mới thực sự, chứ bây giờ nghĩ bây giờ làm nhiều bây giờ không dám làm, nhưng mình phải biết sắp xếp, quan trọng nhất là biết sắp xếp công việc. Làm cái nào cần làm trước, cái gì làm sau thì mới được, chứ bây giờ cứ dồn hôm nay dồn hết vào việc không được. Thành công của anh Định đến từ suy nghĩ không bao giờ hài lòng với hiện tại, không để dòng vốn nằm yên. Là nông dân quen với lao động, anh luôn tìm tòi những hướng đi mới, có tiềm năng phát triển để thử nghiệm. Qua đó tạo cơ hội giúp anh nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân. Anh đặt mục tiêu thu nhập năm sau phải cao hơn năm trước để liên tục phấn đấu. Không chỉ làm kinh tế giỏi, điểm đáng quý khác ở anh Định là tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng khi anh tích cực ủng hộ hoạt động an sinh xã hội, từ thiện ở địa phương. Rất thích để giúp đỡ những người khó khăn, nhất là những người nghèo. Thì làm sao bây giờ tự nhiên trong túi có tiền cái là muốn cho người khác. Thế nên hầu như là tất cả những cái chương trình gì ở xã hội là cũng tham gia để đóng góp. Mình cũng không có nhiều, nói chung là chỉ cũng đóng góp một phần nào, chung sức một phần nào đối với xã hội thôi. Bên cạnh những hoạt động mà hỗ trợ cho hội viên nông dân, người địa phương có công ăn việc làm cơ bản ổn định thì cái công tác nhân đạo từ thiện ở địa phương anh là cũng là một trong những người đi đầu. Tới nỗi mà anh nhắn nhủ rất là dễ thương như thế này: em ơi, ở địa phương mà có cái phong trào gì, có cái vận động gì nhớ báo anh tiếng nha, đôi khi anh cũng bận. Đó, cái sự nhiệt tình của anh Định nó làm cho mình cảm giác mình cũng có tâm huyết hơn với công tác hội. Anh Định đang ấp ủ kế hoạch triển khai mô hình nông nghiệp nông thôn gắn với du lịch trải nghiệm theo định hướng mà chính quyền huyện Dầu Tiếng đề ra để phát triển kinh tế xanh, bền vững.